Wow. Trò đầu tiên mình chơi là hâu nha các bạn. Trò này khét tiếng trên giang hồ về đầu bán của nó. Trò này mình đi ăn những cái vật thải. Chơi hơi bị phê nha. Chơi kiểu battle rồi giờ là sinh tồn các bạn. Nào mình nó ăn. Bởi vậy mới vô là mình phải nhanh chóng ăn nhiều lên để mình bự lên. Thôi để nó quất tụi mình chết. Mới vô lấy top rồi rồi. Súng. Cái này nó mạnh lắm các bạn ơi. Tranh thủ lên. Quất mấy chiếc xe nè. Được cái nào hay cái đó không? Lên canh me đi giết tụi nó để tụi nó chạm mình nữa mấy nhóc ác này rồi không soi nữa chúng nó cũng soi mình nó quất bao nó sụp nó quất nó hết còn thằng nhóc ác nữa. Win. Mình chơi cái mod khác đi. Ai sẽ trở lại người bự nhất trong 2 phút. Ôi, tính chơi mình rồi các bạn. Mới vô được rồi, không biết ăn cái gì luôn. Chân này chắc thua quá. Không có một cái gì để mình ăn nữa. Rồi chết tôi, nó quất tôi rồi. Thua. Chân này thua các bạn ơi. Ồ, nó mè mình luôn thấy ghê luôn. Không ăn được một cái gì luôn ghê. Khó hiểu. Trời, thua khó tại. Nhóc ác những cái mẹ bụt mình ngoài trời. Phải chi đi qua đây sớm hơn là muốn chết rồi. Làm thơ mộc